Muốn thêm bạn bất thù, trong giao tiếp cần ghi nhớ những điều tối kỵ. Kính thưa quý vị, có câu rằng, nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Trong giao tiếp hàng ngày, không thể muốn gì liền nói đấy. Có những điều tối kỵ nhất định không thể nói ra, sẽ có ngày mang họa. 1. Kỵ trên cao nhìn xuống. Hãy nhớ, đừng bao giờ tự cho mình cách quyền, nhìn người khác bằng ánh mắt của kẻ bề trên. Dù bạn đứng ở vị trí cao tới đâu, sở hữu thân phận hay bối cảnh đặc biệt đến thế nào, cũng đừng bao giờ dùng ánh mắt và thái độ của một kẻ bề trên để giao tiếp với người khác. Người biết đối đãi với mọi người một cách hài hòa, khiêm nhường sẽ nhận được sự tôn trọng từ tập thể. 2. Kỵ khoe khoang bản thân. Hãy nhớ, đừng tự khoe khoang về bản thân mình. Trong một cuộc nói chuyện, bạn không nên phô trương quá nhiều về thành tích, sở trường, xuất thân, bằng cấp. Càng cần phải hạn chế việc thổi phồng bản thân để tránh gây ra phản cảm đối với người khác. Cổ nhân có câu, núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi thực sự sẽ luôn biết khiêm tốn. 3. Kỵ thao thao bất tuyệt. Hãy nhớ, đừng chỉ tự mình nói mãi về một chủ đề. Người biết vận dụng nghệ thuật giao tiếp chính là người chú ý và nắm bắt được cảm xúc của đối phương. Do đó thì bạn không nên chỉ nói liên tục về một chủ đề mà họ không hứng thú. Cũng không nên để cuộc giao tiếp rơi vào tình trạng sa đà vào câu chuyện mà chỉ bạn yêu thích. Muốn bắt chuyện với người khác, cách thức đơn giản nhất là hãy nói những việc liên quan tới sở thích của họ. Đây cũng là cách để cho bạn rèn luyện kỹ năng chú ý và lắng nghe của mình. 4. Kỵ tự ý xen ngang. Hãy nhớ, không xen ngang khi người khác đang nói chuyện. Khi đang đứng ngoài một cuộc trò chuyện, bạn nên để người trong cuộc nói hết câu rồi mới đưa ra ý kiến. Không chen ngang giữa chừng là một trong số những nguyên tắc giao tiếp căn bản để thể hiện thái độ tôn trọng của bạn với người nói chuyện và nội dung câu chuyện đang diễn ra. 5. Kỵ động tay, động chân. Hãy nhớ, đừng chỉ trỏ trong lúc đang nói chuyện. Cử chỉ trong lúc trò chuyện cũng thể hiện thái độ giao tiếp của bạn. Những hành động chỉ trỏ mặt đối phương, cắn móng tay hoặc thậm chí dùng tay để ngoé mũi sẽ khiến người đối diện mất cảm tình hoặc cảm thấy bạn thiếu lịch sự. Vì vậy, hãy thực sự chú ý về những hành động dù là nhỏ nhất của mình trong lúc giao tiếp. 6. Kỵ phân tán tư tưởng. Hãy nhớ, đừng mất tập trung khi đang nghe người khác nói chuyện. Không phải ngẫu nhiên mà biết lắng nghe cũng được nhắc tới như một đức tính cần rèn luyện. Trong giao tiếp, sự lắng nghe sẽ giúp bạn hiểu rõ nội dung câu chuyện và thể hiện sự tôn trọng đối với người nói. Vì vậy, khi tham gia một cuộc trò chuyện, bạn nên tập trung lắng nghe và nhìn vào người đối diện. Không nên nhìn xa chỗ khác hoặc tỏ ra mệt mỏi bằng những hành động như là ngáp, than vãn, làm đối phương cảm thấy mất hứng. 7. Kỵ nói móc, cười nhạo. Hãy nhớ, đừng cười nhạo khi người khác lỡ lời. Trong một cuộc nói chuyện, khi đối phương rơi vào tình thế lỡ miệng, bạn tuyệt đối không nên chế giễu họ, đặc biệt là ở nơi đông người. Hãy luôn nhớ rằng, có không ít người trở thành bạn nhờ một câu nói, nhưng trở mặt thành thù cũng chỉ vì một lời châm chọc. Không chế giễu đối phương khi họ lỡ lời, càng không nên coi đó là chuyện cười để mà đi kể cho người khác. Điều này sẽ thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với họ. 8. Kỵ chỉ trích ác ý. Hãy nhớ, đừng chỉ trích ý kiến của đối phương ngay cả khi khác quan điểm. Việc bất đồng quan điểm là điều thường xuyên diễn ra trong bất cứ một cuộc trò chuyện nào. Tuy nhiên, đối với ý kiến của người nói, dù đồng ý hay không thì bạn cũng diễn đạt một cách khéo léo. Những mẫu câu mang tính chỉ trích thẳng thừng cần được hạn chế sử dụng để tránh gây ra tranh cãi. Ví dụ, thay vì nói vấn đề này bạn sai rồi, hãy dùng câu thay thế một cách nhã nhặn hơn. Tôi có quan điểm khác với bạn, bạn thấy thế nào?
9. Kỵ dài dòng lan man. Hãy nhớ, giao tiếp cần sự ngắn gọn, chú ý trọng tâm. Để tránh mất thời gian của bản thân và đối phương, bạn không nên nói quá nhiều về những vấn đề ít liên quan và nên tập trung vào chủ đề chính trong cuộc trò chuyện. Điều này cũng sẽ khiến cho người nghe trở nên hứng thú và dễ dàng nắm bắt được trọng điểm, khiến cuộc nói chuyện đạt được mục đích của cả đôi bên. Trí tuệ cao nhất là lương thiện, khôn ngoan lớn nhất là phẩm hạnh. Kính thưa quý vị, người xưa vẫn dạy rằng nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người sinh ra bản chất đều là người lương thiện. Vậy nên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không thể đánh mất đi bản tính tiên thiên thuần tịnh đó. Người ta cho rằng càng hiểu biết thì càng thông minh thì càng biết thu vén cái có lợi về mình, nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có. Như vậy, liệu có phải là thông minh? Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mỹ. Vậy vì sao nên thiện? Vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời? Chẳng phải chỉ vì một chữ an hay sao? Cả đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ vì muốn ấm no hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc. Không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất. Hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người. Thế thì tại sao phải cố gắng, chen chúc để đạt được thứ này, thứ kia? Như thế có hạnh phúc được hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia? Như thế có an bình hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải. Muốn hạnh phúc, cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước. Gặp áp lực, phải đua tranh dùng thủ đoạn, rồi mệt mỏi, không hạnh phúc. Thế nên, người biết lương thiện mới là người sáng suốt nhất. Vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét. Tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ta lương thiện thì đáp lại ta sẽ là sự thanh thản, không vướng mắc, không lo lắng, tự giải thoát bản thân khỏi những khổ đau, buông bỏ oán giận, tích phúc tích đức. Chưa biết có được hồi báo như luật nhân quả hay không, nhưng chính lúc đang làm thiện, sống thiện, nghĩ thiện như vậy thì cảm thấy thoải mái, vui vẻ và được yêu quý rồi. Thế nên, trí tuệ cao nhất chính là đạo đức, khôn ngoan nhất là phẩm hạnh. Biết được điều này, chắc chắn yên vui.